Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là Vega Sudan 750EC. Đó là tên thương mại, còn tên hiệu của sản phẩm đó là Mãnh Hổ 750. Thì thuốc này là một loại thuốc mà đặc trị các loại côn trùng gây hại trên cây trồng như là sâu cuốn lá, nhện dé, rầy nâu, v.v. Thì bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của sản phẩm VK Sudan 750EC. Về thành phần của sản phẩm thì sản phẩm có hai loại chất chính. Thứ nhất là chất alpha sevoperin có hàm lượng đó là 50 g trên lít. Thứ hai đó là hoạt chất chlorpyrifosfatin có hàm lượng đó là 700 g trên lít. Thì mình xin đi vào phân tích về thành phần của sản phẩm, từ đó đưa ra công dụng. Thứ nhất đó là hoạt chất alpha sevoperin. Đây là một hoạt chất thuộc nhóm cúc tổng hợp. Hoạt chất alpha-sevoperin này thì nó có tác dụng là nó gây ra hiện tượng choáng độc nhanh đối với côn trùng, hay gọi là knockdown defect. Cái hiện tượng này có nghĩa là khi mà chúng ta phun thuốc mà tiếp xúc với côn trùng gây hại gây trồng thì nó sẽ có những cái biểu hiện, ví dụ như là co giật và rối loạn hoạt động. Ngoài ra, vì các hoạt chất alpha sevoperin được chiết xuất từ một cái chất có trong thực vật, cụ thể hơn đó là hoa cúc, thì khi mà chúng ta phun lên trên cây thì vô tình nó cũng cung cấp luôn một số cái chất kích thích giúp cho cây phát triển. Trên thực tế thì những cái hoạt chất thuộc nhóm cúc tổng hợp thì họ thường phun có dụng là xua đuổi côn trùng là chính. Còn và cái hiệu quả thì họ tập trung vào cái việc là phun sao cho thuốc tiếp xúc được với côn trùng thì nó mới có hiệu quả cao. Và cái cơ chế tác động của hoạt chất alpha sevoperin thì hoạt chất này nó sẽ khi mà chúng ta phun nó tiếp xúc với côn trùng thì nó sẽ gây độc lên cái kinh múi của màng thần kinh côn trùng. Từ đó nó làm thay đổi những cái chức năng của kinh này, đồng thời nó làm ra rối loạn cái hệ thần kinh của côn trùng, mà đặc biệt là hệ thần kinh ngoại vi của động vật. Nó làm chủ côn trùng, nó làm cho côn trùng co giật và thể hiện bằng các triệu chứng rối loạn vận động rất là nghiêm trọng. Thứ hai đó là hoạt chất chlorpyrifosfatin. Hoạt chất chlorpyrifosfatin nằm trong một cái nhóm nhóm lân hữu cơ. Thì cái nhóm này đặc biệt là nó có phổ tác dụng rất là rộng, nó có khả năng diệt được côn trùng, nhện và tuyến trùng, và tính độc thì rất là đa dạng. Hoạt chất chlorpyrifosfatin có thể tác động tiếp xúc, vị độc, nội hấp và xông hơi. Nhưng cái điểm yếu là hoạt chất này không có cái cơ chế tác động nhanh như các hoạt chất thuộc nhóm tổng hợp, và nó rất là dễ gây hiện tượng quen thuốc hay là nhờn thuốc hay là kháng thuốc. Về cơ chế tác động của hoạt chất chlorpyrifosfatin này thì nó sẽ tác động lên hệ tiêu hóa của côn trùng, nó tác động lên hệ hô hấp, hệ thần kinh, và ngoài ra nó còn làm thay đổi cái quá trình cho chất cũng như cái quá trình biến thái và sự phát dục, sự sinh sản của côn trùng. Nó làm cho cái quá trình đó nó bị rối loạn, dẫn đến cái vòng đời côn trùng cũng bị rối loạn luôn, bị ngắt quãng và đôi khi không hoàn thành được, vân vân. Từ đó tiêu diệt côn trùng cách rất là triệt để. Thì tóm lại, sản phẩm VK Sudan này nó có hai chất đó là alpha sevoperin và chlorpyrifosfatin, nằm trong hai nhóm là cúc tổng hợp và lân hữu cơ. Thì có thể nói là thuốc này có thể là vừa phòng vừa xua đuổi và vừa diệt luôn các loại côn trùng. Và công dụng thì sản phẩm đăng ký đặc trị sâu cuốn lá, nhện dé, rầy nâu, hại lúa, sâu xanh da láng, hại đậu tương, rệp sáp, hại cà phê, tuyến trùng, rầy đĩa, hại tiêu. Và cái liều lượng thì chúng ta pha 20 ml cho 20 lít nước, thời gian cách ly là 14 ngày. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm VK Sudan 750EC đến đây là hết. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.